bệnh mạch vành sớm gọi là tai biến não sớm, thì sau 40 tuổi có nghiên cứu kèm cao huyết áp là uống, sau 50 tuổi kèm uống 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 hoặc là có thái có được là uống aspirin. Nhưng mà gần sau này thì thấy cái tỷ lệ biến chứng của aspirin nhiều hơn, ví dụ như tiểu đường không và uống kèm aspirin thì chuyện dài bệnh nặng, thấy suất bao tử vô viêm não cũng được hết rồi, nên người ta chỉ định aspirin bây giờ cũng không rộng rãi như ngày xưa nữa. Nhưng mà nếu mình đang điều trị tiểu đường huyết áp mà bác sĩ cho thì thường người bắt đầu có những cái yếu tố nguy cơ tim mạch kèm, bác sĩ ta sẽ cho kèm aspirin hoặc một cái loại tương tự là cái clomidogrel hoặc clomipramine. Còn điều trị bằng thủ thuật can thiệp động mạch vành thì bác hình ảnh giống như vậy, giống như cái hình mà thực sự là cái ca mà cái bạn 40 tuổi ấy, thì cũng vậy, mình đưa một cái ống mình bơm căng cái mạch mạch máu ra, xong đó mình đặt một cái stent. Stent nó là một cái khung bằng kim loại, nó là bằng kim loại quý, nó khi nó xếp lại nó bung ra giống như cái lò xo dưới bích vậy, nó giữ cho mạch máu nó xẹp lại. Thì ở đây mình cũng mở một dấu ngoặc ra để nói để các bạn biết, nhất là mấy cô chú lớn tuổi phải mua bảo hiểm y tế nhớ nha. Tại vì không có bảo hiểm y tế là một cái thủ thuật này tốn gần 80 triệu ở bệnh viện công, ở bệnh viện tư là khoảng 150 triệu, còn nếu có bảo hiểm có khi còn có mình tổng chỉ có 20-30 triệu thôi, thì tức là bảo hiểm nó trả gần 50 mấy triệu ở bệnh viện công, bệnh viện tư thì bớt cũng không có như vậy. Nếu mà không có bảo hiểm thì hầu như là không nổi rồi. Ngay cả bạn của tôi là bác sĩ bên bệnh viện tư Tâm Anh hay Tâm Đức gì á, cô chú ruột bên nhà báo cơ tim cũng chuyển qua Nguyễn Chí Phương vào bệnh viện công để làm giảng nghĩa bên cái bệnh viện, bệnh làm nó Tâm Anh mà không dám đồng Tâm Anh không nổi. Nên á, lời khuyên là phải nhớ mua bảo hiểm cho lại mua bảo hiểm cho đúng ngày. Có cái hay gặp bôi năm năm không bệnh gì chơi á, cái đợt đó hết cái làm biến chưa là việc làm đúng cái ngày hết đó bị bệnh vô tổn tâm ổn lắm, đành đi chút xíu. Thì bữa nay chị chưa biết nói về mạch vành cái đề của mình thôi. Thật ra mạch não thì cũng gặp nhiều, nó liên quan với nhau nó gặp nhiều thôi. Nhưng mà cái ngăn ngừa điều trị phòng ngừa nó gần giống gì, giống gì anh Vũ đó, dán đá banh rồi cho giữ vô ha, cho nó xẹp có cái bụng là đồng kỳ. Giống như con quanh mà xẹp giống như vậy là cũng được rồi. Thì tóm lại bên tim mạch là một vấn đề sức khỏe rất là quan trọng, thì nó là một cái tỷ giống như mình trình bày cái thống kê này đó, nó là nguyên nhân gây bệnh tử vong nhiều nhất trong tất cả các bệnh nhân, tất cả nguyên nhân tử vong riêng bệnh mạch vành lại là nguyên nhân tử vong nhiều nhất trong nhóm bệnh tim mạch. Thì mình có thể phòng ngừa được, mình có thể phòng ngừa được giống như đã trình bày, thì nói để anh chị đừng với cô chú đừng có quan mang, mình có thể phòng ngừa được phần nào chứ không thể hoàn toàn được, chứ không phải tôi phòng ngừa tốt tại sao tôi cũng bệnh, không phải mình vẫn bị bệnh. Thì tại vì kinh nghiệm là gặp sống chết rất là nhiều rồi, thật ra có nhiều ca mình thấy không thể chết mà cuối cùng cũng là có những trường hợp mình thấy rất nặng, ống khiếp qua rất là kỳ diệu, nên sống chết mình cũng có thiện. Thì riêng những người trong nhà thờ tức là trong có Chúa đi, thì thường mình sẽ tin vào ý Chúa. Thì chính tôi cũng vậy, các anh em ông bác sĩ không có đạo người ta cũng gì đâu, người ta cũng thấy gì đó. Nhiều trường hợp là không thấy qua được mà cũng qua, có nhiều trường hợp là thấy khóc lóc thua rồi, cho về rồi thì sao vậy để tỉnh không chết. Nên nói chung mình sẽ cố gắng để phòng ngừa để giảm được tối đa lúc nào thôi, chứ mình cũng đừng hoảng sợ lắm. Thì riêng trong Kinh Thánh có một câu chuyện trước ông sư có giảng, thì Kinh Thánh thì nói để mấy anh chị mà chưa có đạo thì đã hiện ra Kinh Thánh một cái quyển mình giống như lịch sử của dân Do Thái mà cả ngàn năm trước rồi. Thì trong đó có một câu chuyện là có một cô hầu thôi, một nhỏ xíu thôi, là ông đại tướng của một cái vương quốc đó rất là lớn, ông đó bị bệnh phung. Ngày xưa bệnh phung không điều trị được, mà thật ra bệnh phung cũng không phải là bùi mũi nữa, nó không có dạng gì mà không điều trị được, thoát cái vương quốc thì không được. Nhưng mà cái cô đó cổ là thuộc dân tộc Israel ngày xưa, cổ chỉ nói là ở ước gì ông đại tướng đi lại gặp cái ông tiên tri đó và Chúa của ông tiên tri sẽ trị được bệnh. Cuối cùng thì ông đó tin, ông đi trị hết bệnh. Thì cũng vậy, tôi là vai trò của một người điều trị, thì cố gắng truyền đạt với các anh chị các bạn về cách phòng ngừa bệnh ở mức nào đó thôi. Và thật ra về nếu về đứng về phương diện về tâm linh đi,
thì thật sự là đấng tạo hóa không phải là chỉ chữa bệnh cho mình không, không phải là cứu về thể xác mà còn cứu linh hồn. Thì thật sự ra đấng tạo hóa là dựng nên chính con người của mình luôn. Nên thì về vấn đề đó thì chút xíu nữa cô truyền đạo Lê Huệ sẽ nói thêm để mấy anh chị hiểu, để mấy anh chị đến ngày hôm nay cũng không phải đơn thuần nghe về sức khỏe không, thì cũng giống như vậy, giống như cô hồn gái vậy. Tôi nghĩ là những cái vấn đề đó cũng là quan trọng, nó thật ra nó cũng có ý nghĩa nào đó liên quan tới về tâm lý điều trị. Xin thật thì không biết mấy anh chị cô bác có câu hỏi gì không? Hỏi cô Quỳnh cũng được, cô Quỳnh nãy giờ nói về tim mạch rất là giỏi, cô Quỳnh nói đi. Xin mời chúng ta đi khám bệnh á, thì chúng ta rất là lo lắng là mỗi lần đi khám bệnh vô giờ có ông bác sĩ ông nói không, mình không nói được tiếng nào, muốn hỏi gì cũng không hỏi được lời nào, đúng không ạ? Bây giờ có ông phó khoa ở đây, tôi nghĩ là quý vị nên tranh thủ cơ hội để hỏi những điều mà mình muốn biết, từ người trẻ cho đến người cao tuổi, quý vị muốn hỏi điều gì. Chúng ta thường nghĩ đơn giản bệnh tim nó chỉ liên quan cái tim, nhưng mình không biết nguyên nhân. Bây giờ bác sĩ Hòa đã trình bày rồi, xin mời quý vị hãy tranh thủ, đây là cơ hội vàng để chúng ta tìm hiểu về sức khỏe tim mạch của mình. Dạ, xin mời quý vị cứ mạnh dạn đi ạ. Mình đi khám bệnh nó khó hỏi lắm, các bác sĩ này khó trả lời, cứ giờ trả lời hôm nay cũng dành thời gian anh trả lời kỹ lắm nó không trả lời kỹ lắm nha. Rồi dạ, con mời bác có muốn đặt câu hỏi gì với bác sĩ Hòa không ạ? Các cháu đã đưa lên trên mặt bệnh đó thì những câu hỏi đó là nó nằm trong tim mạch hết rồi. Rồi bác cũng thấy đó là cũng không có câu hỏi riêng. Dạ. Có một trường hợp gần đây là một cái chú đó thì chị rất là ổn định về huyết áp với tim, ca đó thì là stent rồi, không có bị tiêu đường. Tự nhiên bữa đó đường lên rất là cao, đường phải vô nhập viện chích insulin luôn, mới kéo xuống. Xong rồi hỏi lại ô sao tự nhiên đường lên cao dữ, đâu có gì đâu, tự nhiên cả tuần nay ngày uống 4 ly sinh tố cho khỏe. Thì sinh tố là đường không, nó lên cao mút luôn, đường nó không hấp thu được. Thì nó cũng giống như vậy. Rồi cũng có một cô đó, nói chung làm việc cũng được tặng cho rất là nhiều chuối. Đường rất là cao mà kiểm soát rất tốt và insulin cũng tìm lắm hết rồi, tự nhiên cái vài tuần đó đường cứ lên cao hoài, không biết tại sao. Hỏi kỹ là người quen cứ cho chuối cái em ngày còn năm sáu trái chuối gì đó, rồi bỏ uống cứ ăn muốn. Nên đó nhiều khi cái câu hỏi lần nào đi phát bệnh cũng ăn nhiều không, ăn cơm nhiều không, ăn không, ăn đồ ăn ngọt nhiều không, cái hỏi kỹ vậy mới biết là uống sinh tố hay ăn chuối thì bỏ cũng cứ gán ăn. Nên mấy cô chú ở đây để ý cái đồ ăn của mình ha, cái gì mà mình thấy nó ngọt để ý. Dạ xin chào bác sĩ. Dạ con bị mỡ trong máu đó, nó cao mà điều trị cũng là cả năm rồi đó. Thì bác sĩ ở đa khoa có cho thuốc, thấy không như không có hiệu quả. Không biết là bác sĩ có thể hướng dẫn cho một cái hiệu thuốc nào mà nó đặc trị được không? Chứ cả giờ nghe bác sĩ giảng về cái vụ mạch cành thì tôi cũng lo lắm đó. Này cũng phải gặp riêng. Đó là đơn giản như vậy chị. Thật ra là nó phụ thuộc với chế độ ăn của chị trước. Ăn phải giảm bớt dầu mỡ rồi. Cũng một anh đó cũng đặt stent mạch cành rồi. Nói chung điều kiện kinh tế là khó khăn, không có mỡ lên rất là cao, điều trị hoài không xuống. Xong cái hỏi chế độ ăn sao đây hết không, cơm cũng hết. Cuối cùng hỏi lại thì ăn trứng. Họ không có tiền mua thịt ăn trứng không à. Ngày ăn 2-3 trứng, ngày 3 trứng ăn hoài, mỡ lên ăn. Thứ nhất là chị phải coi lại chế độ ăn của chị. Cái thứ hai là uống thuốc. Thật ra bác sĩ đã khoe, mọi xin lỗi, nhất là ở một số chính quận á, điều trị mỡ máu rất là yếu, rất là nhát tay. Trong khi tim mạch điều trị mạnh, còn mấy tay mà can thiệp điều trị đều rất là cao. Mục tiêu của mình phải kéo mỡ máu xuống. Ví dụ nếu chị đang uống viên A hoặc fastatin đi, em thấy mấy tò ở tiến quận cho có 10 mg thì mở máu cao quá. Ở đây có một sự ở Sài Gòn cũng vậy, điều trị mở máu có viên 10 là rất lớn.
thấy mỡ máu cao rồi, liều trung bình cũng phải là 20-40, trong khi dòng marketing cấp một số trường hợp tiêm cho 80, 1-2 người đầu 80 tức là 4 viên lipidon cao lắm, mới kéo xuống nổi. Cũng vậy, nếu vậy bị cholesterol cao thì mình sàng giống statin giống như aspartatin hay silvastatin đó. Nhưng mà nếu triglycerides cao, người ta điều trị cái đó, người ta có thể phải điều trị triglycerides cao, người ta điều trị cái khác, lipidin thì là nên. Câu hỏi của chị không trả lời chính xác được, là mình không biết tăng cái gì của mỡ máu, như cái hai cái thuốc chị đang uống cái liều tích hợp nào. Thì nghiêng về chị thì nên coi một chế độ ăn. Tướng chị ốm rồi sao mà cao được? Dạ, bác sĩ có lời khuyên nào khi mà cô cứ đi khám ở Đa Khoa Hoàng thì sẽ nên đi khám ở đâu thì cô có thể quay lại chính bác sĩ đó nói. Tức là quay lại chính bác sĩ đang điều trị nói là mỡ máu mình chưa kiểm soát được, không biết tài chính. Dạ, cô có hài lòng với câu trả lời của bác sĩ Hòa không ạ? Chưa bao giờ em đi nói chuyện mà kêu quay lại gặp bác sĩ khác. Chưa bao giờ. Nhưng mà đã từng gặp những cái to thuốc ở tiết quận rồi, liều yếu lắm, liều không đủ. Một trong những cách mà mình có thể hạn chế được bệnh đó nghĩa là mình đừng có nhảy bác sĩ đúng không ạ? Nhiều người thấy có tình trạng là nhảy từ bác sĩ này qua bác sĩ kia và không có điều trị, không có đem theo cái toa cũ đúng không? Thì cô có thể quay trở lại bác sĩ cũ của mình, hay đem toa cũ và khai những cái bệnh lý mà mình vẫn còn mắc phải, mình nên trình bày rõ thì bác sĩ sẽ có thể là sẽ cố gắng truyền đạt một phần nào về chuyên môn hay không thì nó hết được. Nhưng mà về người đứng điều trị trực tiếp á thì có thể nói gì nhỉ? Đứng chết với sống chết nhiều rồi, chết nhanh lắm hoặc là sống lây lắm nhiều lắm, nên cuối cùng á thường á có một số trường hợp bệnh nhân này sẽ hỏi sợ lắm đi đầu, nhiều khi cũng nhiều khi cái giai đoạn cận tử mình hỏi cũng hay cái gì để có mình cũng khó. Và thường như vậy lúc gần chết con người mình sẽ có câu hỏi là mình đi đâu, sợ đi đâu. Thì đã thấy gặp nhiều rồi, có tin Chúa hay là không tin Chúa, chết trên đường đó thì cái câu hỏi nó là quan trọng. Thật ra về sức khỏe thì dân Việt Nam mình rất là ý về sức khỏe, đọc báo đài hình lâm viết muốn bệnh luôn, đọc viết bệnh luôn. Còn mấy bệnh nhân mà Việt Kiều về nhiều có không biết, nhiều người cao huyết áp 17-89 uống thuốc về bao nhiêu cho mình không có lo, đó là ta giao cho bác sĩ hết. Ngay cả bác sĩ nước ngoài cũng vậy, chỉnh thuốc mở máu thì huyết áp 3 tháng một chỉnh lần, tạm chỉnh 1 tháng. Nên nhiều khi cao mốt luôn là thấy cũng lạ lắm. Nhưng mà đó là người ta không có đọc kỹ về kiến thức nhiều, nhưng mà mình đi Việt Nam mình đọc quá nhiều. Mở TV lên tài nào cũng nói nè, khi cũng nói, rồi đi hội nghị nào cũng nói. Nhưng mà biết rồi biết rồi giống như là kiến thức nạp vô quá nhiều. Thì nói tóm lại chỉ bữa nay là về mấy bạn trẻ nè, nhớ hút lá, như rượu, động mạch ngang, bỏ được không. Còn người lớn hơn thì mình trên 40-50 là nguy cơ bắt đầu bệnh tim mạch. Thì những cái nguy cơ là huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, thiếu vận động, chế độ stress gì lần đó thì mình gán mình để ý đó. Chứ bệnh gia không có, chưa thấy ông bác sĩ nào mà điều trị trực tiếp chỉ phải cầm bao nhiêu nguyên chén cơm chén cơm chén cơm. Ngay cả tiểu khoa nội tiết tiểu đường cũng chưa bao giờ thấy ông nói cái năng gì. Không nói bác sĩ em có câu hỏi à? Có khi nào cái thuốc mình uống nó làm cho mình tăng cân không sĩ? Lý do hỏi đó thì mỗi lần mình vô khám á, các điều dưỡng xinh đẹp ở trong bệnh viện da nha, thì cứ nói là anh hình như có tác dụng ngược không ạ? Tức là khi mà bệnh thì 75kg thì bác sĩ yêu cầu xuống dưới 70, nhưng mà sau thời gian điều trị thì bây giờ phấn đấu là được 84kg. Cho nên mỗi lần tới là bác sĩ gặp ra, nhưng mà không biết nghe tin hình lan là nó là các cái thứ thuốc mình uống thì nó có thể là tạo ra tích tụ là không biết là cái gì, nhưng mà có thể là giúp là mình tăng cân, có phải không thưa bà? Nói đó là anh đang uống thuốc gì, anh đang uống thuốc gì? Nói vậy là đa số những nhóm thuốc mà thuốc huyết áp, thuốc huyết áp thường huyết áp rồi mở trong máu rồi mà phân mạch làm gì đó, bốn loại này có bốn loại thuốc mà. Đường
mà sáng phải uống, tối uống, cho nên uống riết rồi mình nghĩ uống phì ra luôn. Rồi bà xã có đây không? Có. Coi lại chế độ ăn mới được. Đa số những cái thuốc không có làm tăng cân, chỉ có thằng như nhóm thuốc tiểu đường anh cũng có thằng Liplagic, tức là cái viên diamicron uống lại tăng cân, với một số viên uống tiểu đường là tăng cân. Nhưng mà sau này khi Nguyễn Chí Phương, Nguyễn Trang cũng có, Nguyễn Trang bên bác sĩ Quốc Anh, bác sĩ Quốc Anh cũng chuyên về tim mạch can thiệp nên mấy cô chú giỏi á. Thì vấn đề là mấy nhóm thuốc tiểu đường bây giờ đa số rất là tốt, tăng cân tốt luôn. Nên đó là một điều giống như ông và sư em đang điều trị này, thì đang hình thành cái nhóm đó giảm cân tốt, phải đổi qua cái nhóm để giảm cân luôn, là có rất nhiều thuốc tốt giảm cân. Còn mà uống những thuốc đó mà lên ký thì em không có bị, chưa thấy bị, trừ trường hợp là thuốc tim mạch mà giữ nước thôi, nên phải coi lại, tức là phải coi lại chế độ ăn. Anh Vũ là đá banh cũng lên hết trơn hết mạch bởi vì thấy hơi lạ. Đây, bây giờ Bế Hòa có hỏi như bữa nãy Bế Hòa có nói là trong cái câu cái cuộc nói chuyện thì Bế Hòa nói này, nhớ mua bảo hiểm. Cái này rất là quan trọng, bởi vì nếu mình sống mà không có bảo hiểm á, mà bị bệnh một cái nó sẽ làm cho mình tốn rất là nhiều tiền. Nhưng mà có hôm nay không biết các thân hữu có bao giờ nghe về cái bảo hiểm linh hồn chưa? À, cái linh hiệp bảo hiểm linh hồn này cũng hết sức là quan trọng á, bởi vì cái bảo hiểm này nó giúp cho mình khi mình qua đời này mình được Chúa ban cho ở trong thiên đàng với Chúa mà không cần phải mua gì hết á. À, chúng ta thấy bảo hiểm mà y tế mình phải trả tiền mình mua, nhưng mà cái bảo hiểm linh hồn này thì sao? Là Chúa ban cho mình một cách nhân không. Ai mà nhận cái bảo hiểm linh hồn đó thì đi qua cái đời này á thì được ở trong thiên đàng với Chúa. Nên là buổi tối hôm nay tôi nói sơ qua cái bảo hiểm linh hồn này, vì Đức Chúa Trời ngài ban cho chúng ta qua Chúa Thế Giêsu, mình chỉ cần tin Chúa Giêsu là mình được cái bảo hiểm linh hồn, không có cần phải trả cái giá gì hết á. Và chúng tôi đã nhận được bảo hiểm linh hồn, chúng tôi cũng giới thiệu để quý thân hữu tối hôm nay có cái gì giờ để quý vị suy nghĩ lại, mình có bảo hiểm linh hồn chưa, mình khi mình qua đời này mình sẽ đi về đâu. Nếu mình có bảo hiểm linh hồn thì mình sẽ được về thiên đàng ở với Chúa. Đây là điều Chúa hứa, Chúa ban cho những người thuộc về ngài. Tôi giới thiệu cái bảo hiểm linh hồn này ngắn gọn như đó thôi. Cảm ơn bác sĩ Hòa nói về bảo hiểm, tôi mới nhớ đến bảo hiểm linh hồn. Xin cảm ơn bác sĩ Hòa. Cảm ơn một sự thật ra giống như nãy em có nói đó, thật ra khi mà đứng kế một bệnh nhân mà gần chết hoặc là phải đứng đó cho tới lúc chết luôn hoặc là cho tới lúc người nhà đem đi thì có suy nghĩ như vậy, mình chết mình sẽ đi đâu, thì ngay bây giờ mình cũng phải nghĩ tới chuyện đó. Thì ngoài cái người bệnh tật mình cũng phải đi tới chuyện đó. Bây giờ rất là không còn câu hỏi nào, thì cảm ơn các cô bác. Dạ, trân trọng cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trí Phương. Và chúng ta đã nghe bác sĩ Hòa trao đổi với chúng ta về bệnh tim mạch, một căn bệnh mà có cái tỷ lệ tử vong cao nhất trong các loại bệnh. Và ở trong phòng của chúng ta đã có những cô chú anh chị đã từng trải qua những cái cơn đau tim, có từng trải qua những cái cơn tai biến, để lại một cái số di chứng trên cơ thể nữa. Và tôi tin rằng trong những giây phút đó người ta sẽ đặt câu hỏi, nếu tôi đột ngột qua đời tôi sẽ đi về đâu. Và giờ này câu hỏi này sẽ được nữ truyền đạo Lê Thị Huệ Hoài sẽ có vài điều tâm tình với quý vị. Xin mời cô.
Trước tiên là tôi rất cảm ơn bác sĩ Bùi Thế Hoàng cho tất cả chúng ta ở tại đây một cái thông điệp rất là quan trọng về tim và mạch. Quan trọng bởi vì nếu ngay giây phút này trái tim của chúng ta ngừng lập, chắc chắn thì chúng ta sẽ không thể nghe và chúng ta cũng sẽ không thể biết được gì. Mà nếu mà trái tim của chúng ta đang có nguy cơ để mà ngừng đập thì bác sĩ Hòa ở tại đây sẽ có một cái cú phôn để cấp cứu cho chúng ta. Đây là điều rất quan trọng. Khi chúng ta nghe bác sĩ Hòa nói rằng cái trái tim của chúng ta đập ngay từ khi ở trong bào thai của người mẹ của chúng ta, và cho đến khi chúng ta ra đời này, trái tim đó vẫn đập. Và nó sẽ tiếp tục đập và tiếp tục đập khi chúng ta bước vào trong ngưỡng cửa trường học. Rồi chúng ta sẽ ra đời, chúng ta sẽ có gia đình, chúng ta sẽ có con cháu của chúng ta, tim của chúng ta cũng tiếp tục đập. Cho nên về cái trái tim mà bác sĩ đã trình bày tối hôm nay, để cho tất cả chúng ta ở tại đây biết được cái điều rất quan trọng cho cái sự sống vật lý này. Cơ thể của tôi và quý vị ở tại đây có thể sống bởi nhờ trái tim nó vẫn tiếp tục đập. Và những cái gì mà chúng ta đã được nghe về hoạt động của trái tim, về những hoạt động của các mạch máu ở trong trái tim đó, nó dẫn đến cho chúng ta tất cả những hoạt động về tâm trí của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, tay của chúng ta, chân của chúng ta đi, tay của chúng ta làm, tất cả nó phụ thuộc vào trái tim này. Đó là đời sống vật lý này. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta lại có một kế hoạch vượt xa hơn, không chỉ cho chúng ta một cái đời sống vật lý này không, mà Đấng mà đã tạo nên chúng ta thì muốn cho chúng ta có một cái sự sống sung mãn, một đời sống phước hạnh, một đời sống nó gọi là đời sống tâm linh, một đời sống thuộc linh. Mà khi chúng ta qua đời này, câu trả lời cho chúng ta đó là chúng ta được ở với Ngài. Thưa quý thân hữu, buổi tối hôm nay tôi rất vui bởi vì thân hữu của chúng ta, từ những người nhỏ nhất cho đến người lớn nhất, từ những người trẻ tuổi cho đến những người lớn tuổi đều có mặt buổi tối hôm nay, đều kinh nghiệm được cái sự sống vật lý này khi trái tim của chúng ta vẫn còn đang đập. Quý thân hữu có suy nghĩ, có ngồi lại trong giây phút này chúng ta suy nghĩ cái cơ thể của chúng ta. Tại sao chúng ta có một cái trái tim rất kỳ diệu như vậy? Tại sao chúng ta có một cái trái tim rất quan trọng như vậy? Vì sao chúng ta lại có mặt trong cái thế giới này? Vì sao chúng ta phải sống trong cái thế giới suốt cả những năm tháng đã qua? Đó là một đời sống vật lý như tôi cũng vậy. Tôi có một đời sống vật lý hiện nay và tôi đang nói, và trái tim của tôi cũng đang hoạt động. Nhưng mà Đấng mà tạo dựng nên con loài người của chúng ta đã ban cho chúng ta một cái trái tim này. Ngoài cái trái tim này, cơ thể chúng ta có đầu, có tay, có chân, có mắt, có mũi, có miệng, tất cả những điều đó Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên. Và thường khi mà quý vị bị đau thắt lưng hay đau ngực, chúng ta đều ôm cái ngực của mình và chúng ta nói trời ơi sao đau quá. Bất cứ cơn đau nào quý vị cũng nói trời ơi sao cái chân của tôi đau quá, cái ngực của tôi nó đau quá, sao tôi không thở được. Quý vị đều nói trời ơi. Có nghĩa rằng nơi tận sâu trong trái tim của quý vị xác nhận có một ông trời. Ông trời đó là Đấng đã tạo dựng nên chúng ta, mặc dầu chúng ta được sinh ra từ người cha người mẹ của chúng ta. Đó là một cái quy luật tự nhiên giữa người nam và người nữ để sinh ra chúng ta. Nhưng mà xa hơn nữa, con người của chúng ta được Đức Chúa Trời tạo dựng nên. Mà trong cuốn Kinh Thánh này cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con loài người trong vườn Ê-đen. Ngài chính là Đấng đã hà sinh khí vào đó để cho họ có một linh hồn sống. Và cơ thể con người của chúng ta từ đó có một sự sống. Và Đức Chúa Trời muốn con người được sung mãn trong một cái nơi phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Cả cái thuộc thể này,
cả cái vật lý này, nhưng cũng ban cho chúng ta một đời sống tâm linh. Trong cái phần đầu, quý vị đã nghe cái trò chơi nhỏ. Mặc dù đó là những trò chơi nhỏ, đó là những câu đố rất là vui, rất là thực tế, nhưng nó rất quan trọng, bởi vì cơ thể này, khi mà chúng ta lo lắng, khi mà chúng ta làm việc quá căng thẳng, khi chúng ta có đối diện với vấn đề nào mà quá tải chúng ta, hay là khi chúng ta đang bất an trong đời sống này, vì kinh tế, vì xã hội, vì mối quan hệ của chúng ta, bất cứ một lĩnh vực nào trong đời sống của chúng ta dẫn đến chúng ta có thể ảnh hưởng cái trái tim này. Nhưng mà ông vua David cũng là một con người, là một vị vua hưởng hết tất cả mọi sự vui thú của nhà một vị vua, một cái phước hạnh của một vị vua. Nhưng ông cũng từng thốt lên rằng: hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chữa ấy là lời tha thứ tội ác ngươi và chữa lành mọi bệnh tật ngươi, trong Thi Thiên đoạn thứ 103 câu 2 và câu 3. Ông cũng là một con người giống như bao nhiêu người khác, nhưng linh hồn của ông cũng thốt lên điều này. Một sư nhiệm chức vừa rồi đã nói đến một cái vấn đề về bảo hiểm linh hồn cũng vậy. Quý vị sẽ đối diện với cái giữa sự sống và sự chết, và khi chúng ta sẽ nói: tôi, khi tôi chết tôi sẽ đi về đâu? Tôi qua đời này tôi sẽ đi về đâu? Không phải nằm ở trong lòng đất đâu. Đơn giản cái cơ thể này đã được từ bụi đất thì nó sẽ trở về bụi đất, nhưng cái linh hồn này sẽ đi về đâu? Đức Chúa Trời phán: con người của chúng ta được tạo dựng nên đều có linh hồn và có thể xác. Cái linh hồn này bởi Đức Chúa Trời hà sinh ký vào ngay từ ban đầu. Và thật sự ra câu chuyện tôi muốn nói đến rất là đơn giản, đó là Đức Chúa Trời tạo dựng nên con loài người của chúng ta có thân thể này, có linh hồn, có tất cả mọi cơ thể trong mọi cơ quan trong cơ thể này ngay từ ban đầu. Và Đức Chúa Trời muốn cho con người đều được phước hạnh trong đời sống vật lý này, khỏe mạnh trong đời sống vật lý này, và cũng kinh nghiệm được một đời sống phước hạnh trong đời sống thuộc linh hay là đời sống tâm linh. Nhưng mà con loài người đã phạm tội, và Đức Chúa Trời có kế hoạch cho con loài người từ trước khi sáng thế. Đó là Ngài đã sai con của Đức Chúa Trời cách đây hơn 2000 năm. Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian này để bằng lòng chịu chết cho chúng ta trên thập tự giá. Và ai tin Chúa Giêsu thì được sự tha thứ tội lỗi. Và quý vị sẽ hỏi tôi rằng: tôi có phạm tội gì đâu? Tôi không có tội, làm sao mà tha thứ tội lỗi cho tôi? Thật sự ra con người ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên rất là tốt lành và được hưởng tất cả một phước lành mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Nhưng một ngày kia con người đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Và cái Kinh Thánh đã ghi lại cho chúng ta, họ đã không vâng lời Đức Chúa Trời, và cuối cùng tội lỗi đã vào trong thế gian. Và từ đó con loài người trải qua các đời được sinh ra trong thế gian này đều đã phạm tội. Và Kinh Thánh nói rằng mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng ai tin Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời. Và sự sống đời đời đó ban cho chúng ta không những trong đời này. Bởi vì sự sống đời đời là gì? Sự sống đời đời đó là nhận biết có một ông trời tạo dựng nên chúng ta. Sự sống đời đời đó là xác nhận được có một Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên cả quả vũ trụ này, trong đó có con loài người của chúng ta. Cho nên kế hoạch của Đức Chúa Trời ban cho con loài người không dừng lại cái đời sống vật lý này, mà Ngài ban cho chúng ta một đời sống bình an, phước hạnh, một đời sống đời đời khi ở trong Chúa Giêsu. Và linh hồn của người đó sẽ được bảo đảm đời đời khi chúng ta qua đời này. Khi chúng ta chết đi, thân thể này trở về bụi tro, bụi cát, nhưng cái linh hồn